Hiện nay có một số bạn đã nhìn thấy ở trong page của mình xuất hiện tính năng kiếm tiền gọi là bài viết tức thì. Thì để hiểu về cái tính năng kiếm tiền này thì chúng ta tưởng tượng như sau. Nếu đối với quảng cáo trong luồng ấy thì chúng ta bê video ở trên kênh YouTube của mình mang sang page Facebook để hiện quảng cáo kiếm tiền. Còn đối với bài viết tức thì ấy thì chúng ta sử dụng những cái bài viết ở trên website của mình mang sang để cho những người theo dõi fanpage của bạn nhìn thấy và đọc, từ đó hiện quảng cáo để kiếm tiền. Có một số điểm lưu ý như sau: Facebook sẽ cào hết tất cả những dữ liệu ở trên website của bạn và mang về ở trong máy chủ của Facebook. Khi đó thì khán giả người ta đọc những cái bài viết này ấy, thì cái tốc độ load nó sẽ cao hơn. Đối với cái tính năng kiếm tiền này ấy, thì Facebook không yêu cầu cao về số lượng người theo dõi của page. Nhiều bạn nhận thấy là page mới chỉ có 100 hoặc 200 người theo dõi thôi thì đã xuất hiện tính năng này. Cái người ta nhấn mạnh là cái chất lượng và cái số lượng traffic của website của bạn. Nếu mà cái đó càng chuẩn càng tốt thì sẽ dễ được duyệt hơn. Cái tính năng này nhấn mạnh vào chất lượng của website, cho nên các bạn đừng vội vàng liên kết với những cái website lạ, những cái website mà vi phạm bản quyền hoặc là có những cái hành vi gian lận. Tại vì là nếu mà tính năng này bị tắt đi ấy, rất có thể thì các tính năng quan trọng khác như quảng cáo trong luồng cũng bị tắt luôn. Tốt nhất là bạn hãy liên hệ với một cái website tin tức chính thống nào đấy để giải thích cho người ta và để liên kết với page của bạn để bật quảng cáo. Cách thứ hai, nếu mà bạn không có mối quan hệ, không liên hệ được ấy, thì tốt nhất là nên tự build cái website cho mình và đưa bài viết lên. Bạn hãy liên hệ trực tiếp với mình để được hướng dẫn cách cài đặt cho tính năng bài viết tức thì này. Các bạn cũng có thể theo dõi thêm video mình để ở đây để hiểu thêm về kiếm tiền trên Facebook cũng như kiếm tiền trên YouTube.